Mộc Đam Huy xin kính chào tất cả quý anh chị. Vâng, hiện tại thì đang là buổi chiều của ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022. Và hiện tại thì Mộc Đam Huy đang để sẵn ở đây một bộ ghế Minh Quốc đào và là Minh Quốc đào chim với tiêu chuẩn tó đào chim đục tay và tiêu chuẩn tay nghe liền nguyên khối, mặt ván liền nguyên tấm dày 3 phân và nguyên bộ 6 món bao gồm hai ghế đơn, một ghế băng dài, một bàn, một đôn cao, một đôn thấp. Theo tiêu chuẩn chân đôn, chân bàn, chân ghế là một dàn chân 12. Vâng, nhân tiện vào buổi chiều hôm nay thì buổi chiều của ngày mùng 2, Mộc Đam Huy cũng đang thực hiện công tác chuyển hàng lên xe để giao cho các khách hàng trong ngày mai quý anh chị nhé. Một xe thì đã trong trạng thái chất đầy rồi. Còn một chiếc còn lại thì đang soạn hàng để giao quý anh chị nhé. Vâng, chủ đề chính của cái clip này đó là Mộc Đam Huy quay cái bộ ghế này. Đây là bộ ghế quốc đào chim với tiêu chuẩn quốc đào chim đục tay, tó đào chim đục tay cực kỳ gọi là sắc sảo quý chị nhá. Một bộ ghế hiện tại đang có sẵn. Với clip này thì Mộc Đam Huy làm cho khách hàng ở xa để khách có thể xem được cái bộ ghế này để có thể chốt online. Vì vào thời điểm dịch bệnh này thì cũng nhiều khách hàng không tới xưởng được. Vâng, đây là cái mặt vân của chiếc ghế băng dài. Rồi mặt vân của chiếc bàn, chiếc đôn cao, chiếc đôn thấp và hai chiếc ghế đơn. Vâng, và qua cái clip như này thì quý anh chị khách hàng có thể xem online và có thể chốt online quý anh chị nhé. Vì quý anh chị không tới xưởng được thì Mộc Đam Huy sẽ đáp ứng cho quý anh chị bằng các cái video như thế này. Vâng, và đó là tó đào chim quý anh chị nhé, tó đào chim đục tay với các cái tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn cao nhất và tiêu chuẩn này thì nó rất là sắc sảo và tinh tế. Và với bộ ghế này thì đây là bộ ghế đã đủ điều kiện khô quý anh chị nhé. Bộ ghế đủ điều kiện khô là những bộ ghế gỗ hương đá đã có dấu hiệu của việc xì mủ quý anh chị nhé. Nó đã xì mủ từ bên trong cây, rất là sạch sẽ, gọn gàng. Và các cái phần tay cột nó đã có cái độ răm, răm rút nhất định rồi. Đây là bộ ghế đã đủ điều kiện, phải gọi là hoàn hảo quý anh chị nhé. Hoàn hảo để khô, để sơn, hoàn thiện và bàn giao cho các anh chị. Vâng, đây là bộ ghế được làm với tiêu chuẩn tay nghe. Đấy, tay nghe liền, nguyên khối, không ghép. Mặt ván 3 phân liền hoàn toàn, cũng tiếp tục là không ghép quý anh chị nhé. Đây là bộ ghế hiện tại đang có sẵn, Mộc Đam Huy quay cho khách hàng ở xa có thể xem và chốt online. Tương tự thì một chi tiết rất đặc biệt của bộ ghế này mà không phải bộ ghế nào cũng có được, đó là tiêu chuẩn của các vách tựa dày lên tới là 4 phân. Thông thường trên những bộ Minh Quốc đào, khi anh chị mua các cái tiêu chuẩn thị trường thì các cái vách tựa này nó chỉ có rơi vào tầm khoảng 2 phân đến 3 phân là tối đa quý anh chị nhé. Còn với tiêu chuẩn 4 phân này là rất là ít. Còn đây là bộ ghế được Mộc Đam Huy làm với tiêu chuẩn cao nhất, tiêu chuẩn vách tựa 4 phân. Vâng, cảm ơn quý chị đã theo dõi clip này. Đây là clip nhanh thôi. Vì vào thời điểm cuối năm thì Mộc Đam Huy không còn sẵn nhiều hàng. Do là các sản phẩm là quý anh chị cũng biết là sản phẩm trực tiếp sản xuất, không phải các cái sản phẩm thuộc diện kinh doanh thương mại. Vậy nên thì hàng thì Mộc Đam Huy làm cái nào đủ điều kiện khô, đủ điều kiện sơn cho quý anh chị trước Tết thì Mộc Đam Huy đăng và bán cho quý anh chị, chứ không có còn nhiều hàng như vào các cái thời điểm thông thường. Vâng, và giá của sản phẩm này là 51 triệu sơn hoàn thiện, tặng kèm kính mặt bàn và các phần quà tặng khác của Mộc Đam Huy. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý chị trong các video kế tiếp.